Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trời ơi, mình nghe đâu là hôm nay xuất hiện rất là nhiều con bọ mới đây nè. Trời ơi, bọ rồi châu chấu bướm bướm chuồn chuồn rồi các thứ, quá là đỉnh luôn. Và bây giờ mình sẽ đi bắt bọ ở đây. Đây đây đây, không biết là độ khó sẽ như thế nào. Lần đầu tiên bắt bọ mọi người, lần đầu tiên. Mấy con bọ trước là bình thường rồi, bây giờ là những con bọ khó hơn. Mình nghe nói đâu là trong khu camping có rất là nhiều bọ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô đó nha. Đây rồi, sẵn tiện thì có những cái cây vật mới á mọi người, nên là mình sẽ sắm một cây nha. Đây đây đây, lại ông bán vật ở đây nha mọi người. Đó rồi, mình bây giờ mình sẽ mua vật nè. Ở đây thì có ba cái cây vật mới, bốn cây luôn, màu rất là khác nhau, màu xanh lá, màu vàng. Mình thấy màu vàng rất là đẹp cho nên mua màu vàng nha. Hai cây cuối cùng thì được bán bằng kim cương xanh xanh đã đỏ nè. Ủa sao khác với cây bán bằng tiền sao trời, mình thấy cũng như nhau mà ta, ngộ nhỉ. Rồi và bây giờ lên đường nha mọi người, lên đường. Mình thấy đâu xa xa có cái gì vàng vàng nhỏ nhỏ ở dưới cơ. À, ốc sên hả? Đây là ốc sên nha mọi người. Ui trời, tính ra ai cũng biết luôn á. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình, đây là con đầu tiên mà mình bắt luôn nè. Ui ui, à con này rất là dễ bắt nha mọi người, không chạy đi đâu hết, rất dễ bắt luôn. À, tiếp theo mình đi lên đây, mình thấy có con gì nó kêu tiếng quá trời kêu luôn mọi người. Nè, nó đậu trên cây trắng trắng nè, mình sẽ lại bắt nha. Đi chậm chậm thôi, không biết là nó có bay không, dính chuẩn nè. Ui ve sầu, sao dễ bắt vậy ta. Ơ kìa, có bị ảo không vậy? Sao kỳ này mình thấy dễ bắt nhờ, làm như mấy con này nó không bay á trời. Mình vừa đi một hồi lên núi luôn, xuống đây mình nghe tiếng kêu nữa các bạn, bắt gặp được một con nữa nè. Ui mấy con này nó phát ra âm thanh thì mình dễ phát hiện quá ha. Đây một con, một con ốc sên đang bò. Đi chậm chậm thôi nha, dính chuẩn nữa nè. Oh my god, ve sầu dầu. Mấy con này có cũng khá là nhiều tiền á mọi người. Ui wow, một bé ốc sên đang bò nè. Đấy, mình sẽ bắt luôn nha. Nhìn trời, bò thấy thương không kìa, bò chậm gì luôn, cho bé lên dĩa luôn. Ốc sên thì khá là ít tiền mọi người, dễ bắt nhưng mà rất là ít tiền nha. Ở đây thì một con gì nữa đây, đang thui thù lùi luôn, bò rất là chậm. Ui đây là con bò hung. Con này mà ở ngoài cắn một cái là phê lắm mọi người, cắn một cái là phải đi đăng xuất khỏi trái đất đó. Thiệt, con đó nó dữ lắm mọi người. Ủa mà sao nay mình chơi mình bắt điêu luyện dữ ta. Nhớ mấy ngày đầu bắt còn hụt lên hụt xuống, nó nằm trước mặt luôn nhưng mà bắt vẫn không xong. Mà bây giờ quá là điêu luyện luôn rồi. Đây đây đây, một bạn nữa nè mọi người. Trời ơi trời ơi trời ơi, thấy chưa, tôi vừa mới nói xong là su cà na rồi. Ê, ê bậy nha bậy nha, trời ơi cái gì vậy, ôi ơi ơi, ôi trời ơi tàn hình luôn mọi người. Ủa đâu mất tiêu rồi, đang bắt mà tàn hình luôn rồi, hình như là mình đi nhanh quá nó bay đi mất tiêu luôn, có dấu chấm than nó bay mất, biến mất luôn. Nhỏ nhỏ mọi người, nhỏ nhỏ mọi người, à đây có một con bướm đen, trời ơi nó chạy chạy nhanh lắm mọi người, lỡ rồi dí luôn, dí luôn, dí sắp mặt luôn nè. À, dính chuẩn nè. Đây con bọ mọi người, bọ kẹp kìm đao. Đây mình thấy xa xa có một con nữa nè, bay bay lấp lánh lấp lánh nè. Đâu đâu đâu, mình lại gần tiếp cận mọi người, tiếp cận mục tiêu. Trời ơi hồi phục, lỡ rồi lỡ rồi lỡ rồi. Trời ơi nó bay tùm lum tứ phía luôn, y y toàn là mù mắt. Xời xời, chạy đi đâu, sao mà thoát khỏi cái bàn tay ma thuật này. Ôi kế bên luôn mình thấy có con gì nó đang thui thù lùi luôn mọi người. Trời ơi leo lên núi luôn kìa, leo lên núi nè, dính chuẩn nữa nè, con rận đen. Ui mà phải công nhận là nãy giờ mình bắt trong đây khá là nhiều luôn á mọi người, trong đây nhiều con vật ghê á, nãy giờ chắc cũng cỡ gần chục con rồi đó. Ở đây thêm một con nữa nè, chậm chậm thôi, bình tĩnh anh em, cứ việc bình tĩnh, không là nó sẽ bị sổng mất đó. Trời ơi trời, này nè. Ơi 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 ơi. Ủa rồi xong luôn, ra ra lại rồi mọi người, ra lại rồi hiểu luôn. Ủa cái dấu chấm than là nó bay đi mất hả trời, hay là mình kiểu mình đập dữ quá nó trốn rồi, mới dặn người ta bình tĩnh đó duyên. Trời ơi, mình dặn các bạn bình tĩnh thôi, đi chậm 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 chậm, mà mình thấy con nhỏ mình đập không thương tiếc luôn. Đây đây đây, ở đây mình thấy đâu đó có một con nữa mọi người. Chậm chậm thôi, cứ việc bình tĩnh, tiếp cận mục tiêu, dính chuẩn.
Đây là con bọ hung. Con bọ hung nha mọi người. Thêm một con mới nữa. Đây thì còn bạn nào mà muốn bắt nhiều cầu cào châu chấu thì các bạn vô trong thị trấn nha. Đây có một con mình phát hiện nè. Bình tĩnh chậm chậm thôi. Con này nó sẽ nhảy nha mọi người. Nhưng mà nếu mà các bạn đứng yên á, nhiều khi nó quay đầu lại nó nhảy đứng sát mình luôn á. Bình tĩnh chậm chậm thôi nha. Dính nè, đó, dễ dàng ha. Dế mũi rậm mọi người. 64 tiền sao, cũng hợp lý đó. Mình qua khu trung tâm thì thấy con nào màu nâu nâu dưới đất nè mọi người. Trời ơi, mình làm quá. Mình dí quá, nó đồn thổ luôn rồi. Nó chui xuống dưới lòng đất luôn rồi, trời đất ơi. Chưa kịp làm gì luôn á. Chạy khá là nhanh luôn mọi người. Trong khu trung tâm thì thật sự rất là ít những nơi mà có bọ nha mọi người. Rất là ít luôn. Thường là những cái chỗ mà cỏ đây là bọ hoặc là những côn trùng hay xuất hiện á. Nhưng mà bây giờ thì không thấy luôn nha, có vài chỗ đó thôi à. Còn lại là mình thấy trong Cam Biên là nhiều nhất. Ở đây nguyên bãi cỏ nhân tạo luôn nhưng mà không thấy một bất kỳ con chuồn chuồn hay con gì hết luôn. À hay là trong khu Cam Biên có vẻ nhìn giống nông thôn á, cho nên là rất là nhiều con bọ, con vật rồi các thứ. Còn trong đây là trong khu trung tâm cho nên là đô thị hơn, ít những con vật. Wow, có lẽ nào là như vậy á mọi người, chắc là ý game là như vậy đây. Mình đi một vòng tìm mòn mỏ luôn mọi người, cuối cùng ra đây thì xuất hiện một con kiến chút ép. Có vài chỗ như này thôi thì trong đây là khá ít mọi người. Trời ơi, có một con kiến thôi mà mấy phát luôn mới dính á. Một con ve đúng mọi người. Trong đây khá là nhiều ve ha. Đó, dính trưởng nè, ve sầu. Thêm một con nữa. À đúng rồi, mùa hè này cho nên là khá là nhiều ve luôn. Tâm lý quá ha. Rồi, ve sầu dầu. Ok la. Thêm một con đen nữa. Ui, bọ hung mọi người, bọ hung nha. Trời ơi, lắc. Đây, trước mặt mình đây hiện tại là có một con màu xanh xanh không biết là. Ui, nó nhảy mọi người, dính mà, trời ơi. Nhảy ngay luôn, cào, nhảy ngay vị trí của mình luôn. Ở đây thêm một con nữa, không biết con ve gì đây, thấy là lạ mọi người. Đây, các bạn để ý á, mỗi lần cái cánh nó nhúc nhích lên á, các bạn ngừng lại nha. Đó, con ve đen. Mỗi lần cái cánh mà nó nhúc nhích thì các bạn dừng lại là tự động nó tắt à. Xong rồi các bạn di chuyển tiếp thì nhúc nhích. Chứ để là các bạn đi nhanh quá thì nó sẽ bay á. Đây này nha mọi người, đấy cái cánh nó nhúc nhích nè, đó dừng lại xíu. Tới tí nữa nè, nhúc nhích nè, dừng lại xíu nha. Hoặc là các bạn nào gan thì có thể di chuyển luôn cũng được, nó cũng không có bay gì đâu. Có vài con thì nó bay dữ thôi, như những con bướm bướm mà to á. Ui, rồi xong luôn, hiểu luôn, hụt rồi. Ở đây, khi mà nó chạy á, khi mà con này nó chạy các bạn cho bộ đi xa nha. Đó, nó sẽ quay lại. Nếu mà các bạn dí nó theo luôn thì nó sẽ có dấu chấm than trên đầu á, là nó biến mất luôn á. Đó, các bạn đi xa ra, đấy, nó chuyển qua cái cây khác rồi, các bạn thấy không? Và tiếp tục bây giờ mình lại mình bắt nó thôi, nó không có biến mất nha mọi người. Còn các bạn mà dí đập theo á, là có dấu chấm than là nó sẽ biến mất luôn á. Đi lại từ từ nè, chậm nhẹ nè. Ơi, rồi xong hiểu chưa? Dấu chấm than là nó biến mất rồi. Ở đây mình phát hiện có con gì xanh xanh nhỏ xíu không mọi người? Đây quét luôn nha, đó. À, con mũi, mũi vương miệng. Trời ơi, con mũi, đây là con mũi hả trời. Wow, đỉnh nha. Rồi, ở đây mình phát hiện một con màu xanh xanh đúng không mọi người? Hula, hello. Ê, dính nè. Trời ơi, dấu mũi rộng vương miệng, ô là la luôn. Hồi nãy mình phát hiện nguyên một cái ổ ve sầu luôn mọi người. Cái địa điểm đó lát mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Với lại nguyên một ổ dế luôn. Đây rồi, một con bọ. Con bọ này lúc trước bị lỗi hay sao mọi người, hiếm lắm luôn á. Không thấy, lúc đầu chơi thì thấy, về sau không thấy nữa nha. Bây giờ xuất hiện lại rồi. Dính trưởng nữa. Không nhận sao bắt dễ ghê trời. Đây, con búp đen mà bay bay như thế này á, thì các bạn sẽ đi từ từ thôi. Nếu mà nó bay quá thì các bạn dừng lại nha. Hoặc là các bạn giả bộ đi chỗ khác á, thì nó bay một hồi nó sẽ quay lại. Còn không là các bạn dí nó luôn á, thì nó sẽ có dấu chấm than và biến mất. Đó, bây giờ mình sẽ từ từ nè. Đó, dụ nó lại gần. Bụp thôi, quá là dễ luôn mọi người. Đâu còn làm gì đâu. Ở đây thêm một con sổng chuồng nữa nè. Chạy đi đâu. Trời ơi, mình nghe đâu dê nó kêu. Ê lộn. Ve nó kêu dữ lắm mọi người à. Dê nó kêu quá trời kêu luôn. Trời ơi, wow. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn có thể nhìn thấy không? Ba cây cột mà ba con ve. Ba cây cột, ba con ve đậu luôn. Ngay hàng thẳng lối luôn kìa. Từ từ để mình quay qua các bạn xem.
Để mình xuống hồ mình tắm mát cái mình hốt ba con này về bỏ túi luôn nè. Đừng bỏ túi luôn nha. Rồi vô chuẩn bị nè. Con đầu tiên nha, con đầu tiên nha mọi người, cây cột đầu tiên. Ui wow, vô mánh rồi, vô mánh rồi. Chậm chậm thôi, cứ bình tĩnh. Chuẩn bị nha, con này màu xanh xanh nè. Đấy, dính ướt. Rồi con kia ba con tiêu rồi. Không sao, không sao, vẫn còn một con nha, vẫn còn một con. Dính ướt. Ok, trời ơi, mình để cái vợt ngay luôn mọi người. Chấm hỏi. Để ngay, ngay vuông vứt cái cây luôn nè. Đúng chuẩn Sukana luôn, trời ngay rõ ràng. Con này nãy mình thấy nó bay nè, xong mình giả bộ mình chạy đi chỗ khác. Xong rồi nó bay qua đây nha mọi người, nó không có biến mất, may quá. Trời ơi, đậu không khí luôn. Ve sầu dầu. Mình phát hiện hai con này nó kêu dính lẹo nhau luôn. Nó kêu tiếng lớn quá trời lớn luôn mọi người. Đó, hai con nó đang thầm thì nó nhỏ trò chuyện với nhau đó. Có khi nào mình quất một phát hai con vô không ta? Má ơi, có thể lắm á. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Ôi trời, một con rồi mọi người ơi. Con kia nó lẹ gì mình lẹ dữ thần. Quà 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 đăng nhập các bạn ơi. Úm ba la, 77 nha, 77 nha. Trời ơi, 13. Thôi cũng đỡ, kệ đi, cũng đỡ đó, có con hơn không đó. Mình phát hiện ở đây có con gì mà nó đen thua thù lùi luôn mọi người. Nó ẩn thân trong cái cây luôn á. Không, bóng tối bao trùm mà không thấy nó luôn. Đây mình đi vòng trọng nha, nhất định phải bắt được cái con này. Ui, lại ý gì nữa này. Đây là bọ kẹp kiềm đao. Ở đây có một bé bướm khá là đẹp luôn. To bự mập mạp. Mình đi chậm chậm không biết là cái... Ui, rồi xong luôn. Tự nhiên mình nhảy xuống cái bậc thang này nó bay mất tiêu rồi. What? Ôi, con bọ là con đó chắc là khó bắt á mọi người. Đây có một con chuồn chuồn nha. Chuồn chuồn. Chuồn chuồn bé thấp thì mưa. Sao rồi, lại đây, lại đây, lại đây. Đi đâu mà vội mà vàng. Con này có vẻ rất là khôn mọi người. Khôn phải nồi, mình chưa tiếp cận được nó luôn á. Lại đây á, quay lại. Trời ơi. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Giả bộ nha. Đó, mình mà quay đầu là đứng yên liền. Dính chuồng nè, chạy đi đâu. Chuồng chuồng ớt. Công nhận con này cũng khá là khôn ha. Nhạy bén ghê. Đây đây, mình phát hiện xa xa đó là một vựa châu chấu cào cào đang tụm lại trò chuyện với nhau theo đúng hình tam giác luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt từng con nha. Hy vọng là nó sẽ không chạy như những con ve lúc nãy. Ok la. Một phát ăn luôn nè. Dế bụi rậm, dế bụi rậm nha mọi người. Đó. Ơ mà cũng may quá, con cái bên nó không nhảy. Ơ nó nhảy hết kìa. Mình chậm ơi. Ơi. May quá, còn được. Một phát nữa nè. Châu chấu con thứ hai nha các bạn. Ba con này nằm chung với nhau, mình sẽ xử luôn ba con. Không là nó báo ông nội nó lại trả thù mình đó mọi người. Bắt xong là có nên đi phóng sanh không ta? Chứ bắt quá trời con trùng rồi. Dính luôn nè, ba con. Châu chấu nha mọi người. Bộn rồi, bộn túi rồi, khá là bộn tiền. Công nhận bắt cái này nhiều khi còn giàu hơn câu cá nữa các bạn. Và đây là một ngày bắt sâu bọ của mình. Nếu mà các bạn muốn bắt nhiều thì các bạn tập trung ở khu camping nha. Sẽ có rất là nhiều con cho các bạn bắt luôn. Ok, và một ngày bắt sâu bọ của mình tới đây thôi. Nếu mà có những cái mẹo hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Bye bye.